Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Minh Thông. Hôm nay sẽ dạy các bạn một cái bài có tên là bài sinh lý máu trong chương trình giúp các bạn Y1, Y2, Y3 tổng hợp lại các kiến thức cũng như các bạn Y4, Y5, Y6 nhớ lại các kiến thức sinh lý cơ bản lâm sàng quan trọng để phục vụ các bạn học nội và nhi khoa, đặc biệt hai cái chuyên khoa rất cần cái môn sinh lý để các bạn học, đấy là nội và nhi. Tuy nhiên rằng ấy, thì trong trường y thì các bạn sẽ học các cái môn sinh lý thì nó sẽ thuần về các cái sinh lý cơ bản, tức là các cái sinh lý của cái cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên rằng thì có cái môn nữa, đây là môn sinh lý bệnh. Tuy nhiên rằng thì cái môn sinh lý bệnh này thì các bạn sẽ học những cái bài ấy, thì nó không không mang cái tính chất là cái ca lâm sàng, nên là nhiều khi chúng ta sẽ rất là khó nhớ. Và từ ngày xưa thì anh cũng không có được học cái kiểu như thế này, và học sinh lý xong thì nó cứ quên, và sau khi mình quên xong thì một thời gian sau, tức là anh học 6 năm ở Đại học Y Hà Nội nhé, xong sau đó anh vào nội trú, anh học nội trú nội 3 năm ở bệnh viện Bạch Mai, tức là nó tương đương bệnh viện Chợ Giấy. Thì trong quá trình học ấy thì mình đọc lại các vấn đề về sinh lý, mình đi qua các cái khoa lâm sàng, bởi vì ngày trước thì mình sẽ đi các cái khoa thận này, khoa tiêu hóa, khoa hô hấp, khoa cơ xương khớp, khoa huyết học đấy, lão khoa, cấp cứu. Và mỗi khi mình đi qua một cái khoa như thế, mình gặp một cái vấn đề cơ bản thì mình sẽ về mình đọc lại sinh lý. Nên là tất cả những kiến thức sinh lý này thì đa phần là do cái quá trình mà học sau đại học anh đọc lại và anh kiểm chứng nó lại đấy, chứ nó ít khi là từ thời sinh viên, từ ngày xưa, bởi vì anh cũng giống như các bạn thôi, ngày xưa học anh cũng quên rất là nhiều. Rồi ok, thì các bạn trước khi học cái bài này, anh bảo các bạn tải phần mềm QG về cho anh nhé. Đấy, QG này, đây nó đây. Các bạn có thể về vào cái phần mềm QG này. Đấy, QG nhá, được chưa? Rồi, phần mềm QG này thì QG nó là một cái phần mềm thi trắc nghiệm mà anh chuyên dùng để luyện thi cho các bạn, để tổng hợp lượng giá lại kiến thức. Thì nó sẽ có các cái thành các câu hỏi, và đối với anh ấy, và thì anh sẽ mua một cái siêu tài khoản này, tức là một cái tài khoản VIP, thì nó sẽ chèn được cả hình ảnh và âm thanh, cũng như nó không giới hạn cái số lần làm bài và cái gia hạn cái làm bài của mình. Các bạn có thể tải cái này này, sau khi đó các bạn nhập cái mã vào ấy thì các bạn có thể, các bạn thi được, thì tẹo nữa anh sẽ cho các bạn cái mã để các bạn nhập vào, xong chúng ta sẽ thi online nhé, hay lắm, cái này rất là vui. Thì hôm nay ấy, thì chỉ mang tính chất là một cái buổi dạy thử cho các bạn thôi. Tuy nhiên rằng thì cũng muốn truyền đạt cho các bạn những một cái số cái kiến thức nó cũng khá là quan trọng, để các bạn thấy là học sinh lý hơi bị sướng, đúng không? Không hề nhàm chán tí nào. Và đây nó gần như là một cái chìa khóa vàng để các bạn mở cái cánh cửa nội khoa, và các bạn học rất là tốt nội khoa. Tức là như anh bảo rồi, thì có những cái học trong nội khoa nó chẳng cần phải nhớ đâu. Nó từ sinh lý mà nó suy luận ra thôi mà. Đấy, ví dụ chẳng hạn như là anh nói đơn giản như là này, ở đây các bạn nào biết về bệnh máu trắng không? Ở đây biết là bệnh, biết là bệnh máu trắng không? Hoặc là các bạn Y3, Y4 đi qua khoa huyết học ung thư. Rồi, máu trắng này, Phần tủy xương. bệnh máu trắng này thì sẽ gọi là gì? Ví dụ nhá, bệnh các bạn này. Thì đầu tiên chúng ta không biết một cái gì đó, chúng ta cứ viết nó ra đã. Như vậy là bệnh máu trắng này. Máu trắng, tức là máu trắng, tức là máu thì sẽ có màu trắng, đúng không? Thì bình thường máu màu có màu đỏ ấy, là do có gì? Do các huyết cầu tố hay là các hồng cầu. Đấy, tại sao hồng cầu đấy có màu đỏ? Đó là các cái màu của các huyết sắc tố trong hồng cầu. Ví dụ như mỗi phân tử, mỗi cái tế bào hồng cầu sẽ chứa hàng triệu phân tử hemoglobin. Nhá. Như vậy màu trắng thì tại sao trắng? Tức là trong máu có rất nhiều gì? Trong máu có rất nhiều bạch cầu, đúng không? Thì trong máu mình có bạch cầu này, tiểu cầu này, hồng cầu này. Đấy thì bạch, tức là nó bạch cầu thì nó sẽ màu trắng. Bình thường bạch cầu trong máu ấy, thì cái thông số của nó thì thường nó sẽ là từ 4 cho đến 10 giga trên lít nhé, 4 cho đến 10 giga trên lít. Nếu mà bạch cầu mà tăng rất là cao trong máu, thậm chí có những bệnh máu trắng bạch cầu có thể tăng đến 100 giga trên lít. Và chúng ta học một cái khái niệm trong sinh lý máu ấy, đấy là độ nhớt, độ nhớt. Đấy, chúng ta độ nhớt, độ nhớ. Thôi thế thì chắc là kể một câu chuyện cho các bạn ấy.
thì các bạn có thể sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, nó dễ tiếp thu bài hơn là thế này. Hồi I3, hồi năm I3, I3 này, hồi I3 tức là khoảng độ năm 2014, I3 này khoảng độ năm 2014 thì hồi đấy anh có đi ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Trung ương đấy. Thì khi mà đi huyết học truyền máu trung ương này thì hôm đấy là anh trực ở trên tầng 5 đấy, tầng 5 tầng 6 đấy. Thì hôm đấy thì vì là mình là I3 mà mình hay phải viết bệnh án, thế là buổi tối hôm đấy là anh được viết hai khoảng 20 cái bệnh án, tức là không phải mình viết bệnh án vào viện ấy, thì I3 tức là anh chỉ là đi khám lại bệnh nhân thôi, và anh viết cái tờ phơi đằng sau cái tờ bệnh án ở viện đấy. Đấy thì sau khi mình viết thì nó nhiều quá, nhiều quá thì bắt đầu mình mới chán chán, thì viết đến lúc ấy khoảng độ 1 giờ đêm đấy, 1 giờ đêm mình bắt đầu mới chán, tờ viết nhiều quá nó chán mà đấy. Học học y đôi khi chúng ta sẽ hơi chán chút thì chúng ta phải thay đổi cái không khí để tránh cái cảm giác này. Thế thì khi đó anh vào cái phòng phòng gạn bạch cầu đấy, vào cái phòng gạn bạch cầu thì anh thấy là có một bệnh nhân người ta bị liệt nửa người, liệt nửa người và người ta đang đang được gạn bạch cầu đấy. Và ở ở trước ở bên cạnh người ta thì có một cái túi, là sau khi người ta gạn bạch cầu của cái bệnh nhân đấy và bệnh nhân đấy được chẩn đoán là leukemia đấy, được chẩn đoán là acute leukemia, tức là bệnh bạch cầu cấp, được chưa? Đấy thì anh mới xem gạn bạch cầu. Đấy thì các bạn thấy rằng thì sau khi gạn bạch cầu thì anh thấy rằng thì bên cạnh bệnh nhân ấy, thì có một cái túi màu trắng sữa luôn nhé, màu trắng sữa luôn, tức là nó dạng kiểu đục như kiểu nước vo gạo ấy nhé. Đấy và đúng rằng thì nếu mà lấy máu của cái người mà bị leukemia mà ra thì đúng là nó màu nó cũng hơi hơi trắng trắng thật đấy, nên người ta gọi là cái bệnh máu trắng. Và khi mà học cái này thì anh mới thắc mắc là tại sao người ta gạn được đấy, tại sao người ta gạn được. Mình mới đọc lại, mình đọc lại sinh lý mình sẽ biết là cái thành phần của máu này đấy, thành phần của máu này, các bạn nhìn thấy chưa, thành phần của máu thì sẽ gồm có các cái huyết tương và các cái tế bào máu. Đây đây người ta đây là người ta đây người ta dùng các cái máy ly tâm. Ly tâm tức là gì? Đây là tâm này, còn ly tức là sao, giống như kiểu là nó sẽ tạo thành các cái lớp đúng không, thì ở đây thì sẽ là các cái thành phần của các cái huyết tương và các huyết cầu đúng không. Trong có hồng cầu thì nó sẽ ở đỏ thì nó sẽ ở dưới này, còn cái chỗ màu trắng này thì nó sẽ là bạch cầu và tiểu cầu đúng không, và nó sẽ chiếm nhỏ 1% cái tổng máu toàn phần nhá. Đấy thì mỗi cái tế bào ấy thì nó sẽ có các cái mỗi tế bào ấy, nó sẽ có các cái tỷ trọng khác nhau đấy. Như vậy là người ta gạn được ấy, là do các tế bào nó có hình dạng kích thước và các cái tỷ trọng nó sẽ khác nhau đúng không đấy. Và khi mà gạn như thế xong thì và gạn như thế xong thì bạch cầu bệnh nhân là đang từ 100.000 và nó xuống còn khoảng độ 100 giga trên lít, nó xuống còn khoảng độ 30 giga trên lít đấy. Và anh mới thắc mắc tại sao mà lại cái này thì lại bệnh nhân này lại bị liệt nửa người nhỉ? Đấy liệt nửa người. Thế xong anh mới đọc lại về các triệu chứng của nội khoa ấy, thì anh mới xem lại cái vấn đề là khi mà cái máu trắng này thì bạch cầu nó tăng ấy, thì nó sẽ tăng một cái khái niệm đấy là cái eta, tức là cái độ nhớt của máu đấy. Và anh đo cái huyết áp của cái bệnh nhân bị leukemia cấp này, anh thấy huyết áp bệnh nhân tăng. À thế à, thế xong lúc này thì bắt đầu mình mới xem lại, mình mới về mình mới xem lại nhá, mình mới xem lại thì nó sẽ có một cái khái niệm độ nhớt.
thì người ta dạy là gì? Độ nhớt cao phụ thuộc hồng cầu và các protein trong huyết tương, đúng không? Đấy, thế mà mình mới xem lại cái này, mình xem lại các cái tỷ trọng đặc tính lý hóa của máu. Đấy, và mình thấy rằng là cái máu của cái bệnh nhân đó thì nó có tăng một cái, đấy là tăng cái LDH. Được, tăng cái LDH tức là lactate dehydrogenase, nếu mà các bạn học hóa sinh thì bạn sẽ biết. Đấy, như vậy là cái LDH nó là cái men nội bào. Thì xong anh về anh lại xem về các về chuyển hóa tế bào, anh xem lại LDH là gì. Đấy, thì cứ mỗi hôm mình đi trực như thế thì nó sẽ để lại cho mình một cái gọi là một cái thắc mắc. Cái điều đầu tiên là phải thắc mắc đã. Xong sau đó mình về mình xem thì mình mới nhớ được. Và anh đòi xem cái tiêu bản trong cái bệnh án của bệnh nhân ấy, chụp ấy, thì nó thấy rằng cái tiêu bản máu của bệnh nhân ấy, thì thấy rằng có các tế bào này, đấy, có các tế bào với các cái nhân nó kiềm tính và nhân nó rất là to, thì các bạn có thể thấy rằng các tế bào này hình dạng thì nó sẽ rất là khác nhau, và đây thì là các cái tế bào ung thư trên cái tiêu bản về ấu bệnh mà người ta nhuộm trên cái tiêu bản về ấu bệnh, thì mình sẽ thấy được cái hình dạng các cái tế bào nó sẽ như thế này. Rồi đấy, chỉ một đêm trực như vậy thôi, mình chịu khó mình gọi là mình lang thang, mình xem cái gì hay ho thì mình xem, chứ mình không phải xem cho vui. Đấy, và mình xem mình về mình đọc lại. Rồi, thế thì cái cách học, cái cách tư duy của bạn ấy, thì anh đa phần anh hướng các bạn đến cái đấy. Tức là nó gần giống như kiểu là học mô đun ấy. Thì ngày xưa anh thì không học mô đun đâu, như các bạn ấy. Thì bây giờ các bạn học mô đun, các bạn được dạy rất là sướng, tức là thông thiên giữa giải phẫu sinh lý bệnh, hóa sinh lâm sàng, và đọc các xét nghiệm và sẽ đi với các cái ca lâm sàng. Được chưa? Rồi, thì chúng ta sẽ khi mà học sinh lý thì sẽ giải quyết cho các bạn về cái ca lâm sàng, và mình nhìn lại thì mình sẽ nhớ rất là lâu. Rồi chúng ta thử một ca nhé. Một bệnh nhân nữ 45 tuổi xuất hiện mệt mỏi từ tháng 7 và xem công thức máu thì nó bình thường. Cô ấy nhập viện vì đau đầu dữ dội vào tháng 12. Huyết áp đo được là 175 trên 90 mm thủy ngân. Huyết áp tức là đo ở đây này, đo ở đây này. Đúng không? Huyết áp thì đó là đo ở cánh tay. Đúng không? Và sẽ thấy là 175 trên 90. Bình thường là dưới 120 trên 80, khoảng độ dưới 140 trên 90 thì sẽ không gọi là tăng huyết áp. Thì như vậy đây là huyết áp tăng rồi. Xét nghiệm cho thấy heo là 8.3 gram trên đề xí lít, RBC cái số lượng hồng cầu 2.2 mũ 6, HCT tức là hematocrit 23%, MCV thể tích trung bình hồng cầu 89, bạch cầu 5001, tiểu cầu 262 13, hồng cầu lấy 0.8%. Chẩn đoán của bệnh nhân này là gì? Ok, một bạn thử lập luận chẩn đoán cho anh xem nào. Như vậy là cái xét nghiệm này cho thấy là HB là 8.3. Như vậy các bạn nhìn thấy không? Rõ ràng trong cái ca lâm sàng người ta đọc, người ta tiếp cận với các bạn thì là các bạn người ta đã dạy các bạn là nếu mà nhìn vào một bệnh nhân là thiếu máu thì chúng ta phải đặt cái hemoglobin này lên trước RBC. Đấy, người ta dạy các bạn thế rồi. Đúng không? Ngay cả các bạn đọc cái sách triệu chứng nội khoa ấy, các bạn sẽ thấy rằng nếu mà cái chẩn đoán một cái anemia tức là một cái thiếu máu ấy, thì chúng ta sẽ phải dựa vào là cái heparin này để chẩn đoán một cái thiếu máu, đúng không? Như vậy cái này là heparin là 83, đúng không? Sẽ dưới 100 thì sẽ là thiếu máu rồi, đúng không? Và hepatit là 23%. Đấy chưa? Rồi, MCV là 89, bạch cầu là 5 5.100, tức là bình thường bạch cầu 4 trên 4 đến 10 thì cái này là 5.1. Bạn hiểu không? Nó chỉ là các cái đơn vị hơn kém nhau 10 lần thôi. Tiểu cầu 262 bình thường là từ 150 đến 400.000. Như vậy tiểu cầu bình thường hồng cầu lưới là 0.8%. Rồi, thế mà muốn học cái này thì cậu nhìn lại về cái sinh lý máu thôi. Như vậy là cái sinh lý máu liên quan đến cái thận nhỉ? Liên quan đến thận, thận có vai trò gì trong tạo máu không? À, các bạn nghĩ cho anh này, thận liên quan gì đến sinh lý máu qua cái gì? Đây là câu trả lời, nó sẽ là erythropoietin, đúng không? Đúng không? Erythropoietin thì đấy các bạn biết rồi, thì trong nếu mà các bệnh nhân ấy, mà bị các bạn cứ đi hết tất cả viện đi, các bạn sẽ thấy rằng những cái bệnh nhân mà bị suy thận mạn ấy, thì nếu mà suy thận mạn những cái giai đoạn 4 giai đoạn 5 ấy, tức là suy thận mạn ấy, thì nó sẽ có 5 độ 1 2 3 4 và 5. Thì nếu mà suy thận mạn giai đoạn 4 và 5 đúng không, thì nó sẽ có cái thiếu máu. Đấy, bởi vì sao? Cái thận các bạn sẽ tiết ra erythropoietin, đúng không? Liên quan đến quá trình
tổng hợp sản sinh hồng cầu. Ok chưa? Ok chưa? Đấy, thì các bạn lại phải các bạn mở lại xem cái erythropoietin là gì. Các bạn xem đây. Erythropoietin nhá. Thì các bạn chịu khó các bạn mở một chút. Đây. Đúng không? Đấy, nếu mà tình trạng mà thiếu oxy của mô thì sẽ phức hợp cận cầu thận ấy. Thì theo như cái sinh lý các bạn đọc ấy, một số sách viết là thận là tổng hợp erythropoietin. Nhưng mà không phải đâu. Theo trong Guyton người ta sẽ viết là cái phức hợp cận cầu thận này, tức là nó sẽ chuyển erythroglycerin thành erythropoietin, tức là cái gan các bạn ấy sẽ tiết ra tiền cái erythropoietin đấy nhá, thì nó sẽ chuyển thành erythropoietin, và erythropoietin có tác dụng biệt hóa tế bào rễ gốc dòng hồng cầu và tăng tổng hợp bilirubin trong hồng cầu, thấy chưa? Đấy, điều hòa cái quá trình sản sinh hồng cầu đấy, nhớ nhá. Đấy, thấy đi. Đấy, nếu mà tình trạng mà thiếu máu thì hồng cầu lưới phải tăng chứ, đúng không? Như vậy đứng trước một cái bệnh nhân mà bị thiếu máu thì bao giờ các bác sĩ cũng sẽ hỏi là hồng cầu lưới như thế nào. Đây là một cái câu hỏi mà bác sĩ chắc chắn, một bất cứ bác sĩ nào lâm sàng thế nào nào chắc chắn phải trả lời câu hỏi hồng cầu lưới như nào, có tăng hay không. Đấy, thì nó sẽ trả lời như vậy. Hồng cầu lưới tức là cái hồng cầu gì, hồng cầu lưới là gì. Đấy, thì chúng ta lại xem lại, chúng ta sẽ biết rằng các cái hồng cầu lưới, các cái quá trình biệt hóa hồng cầu sẽ diễn ra như thế nào. Đấy, tức là hồng cầu lưới tức là sao, nó vừa ra khỏi tủy đúng không, như vậy là nó phản ánh cái chức năng sinh máu của tủy. Ok. Ngày trước thì khi mà ngày trước khi mà đi học ấy, khi mà đi học thì anh thông thường ấy, thì anh sẽ có cái thói quen là anh sẽ lưu lại những cái bài giảng, rồi là lưu lại những cái gì mà ngày xưa ấy, thì anh hay thích kiểu tích cóp mọi thứ ấy. Thì là tích gọi là giống kiểu tích tiểu thành đại ấy. Ngày xưa anh vẫn còn giữ lịch trực nội này, cái tổ của anh, tổ ngày xưa là tổ anh vào năm. Rồi. Đây thì anh Cảm ơn anh nhiều. không có gì. Ngay ngày trước thì đây nó là kể, cũng kể câu chuyện cho các bạn để cho các bạn cảm giác thấy rằng cái việc học của các bạn nó sẽ nên như thế nào. Thì đây cái file ở trong máy tính của anh đây, thì anh vẫn lưu rất là nhiều. Đấy, thì ngày trước thì anh hay có thói quen kiểu cứ đi học ấy, cái gì hay thì anh ghi xong anh chép lại. Đấy, anh chép lại. Anh chép lại nhé. Đấy. Hay mình kiểu mình hay chép lại các thứ nó hay ho. Đấy. Đây là thói quen chung của sinh viên y thôi, cũng chẳng có gì riêng anh cả. Đấy. Ví dụ chẳng hạn như là thế này. Trong cái bài viết học này, ngày xưa anh thích nhất cái bài giảng này, thích nhất là bài giảng của cô My. Của cô My thì anh vẫn lưu bài giảng cô trong máy, vì anh thấy rằng những cái này nó là cái mà nó sẽ là hành trang cho mình để sau này mình đi, sau này mình ra trường ấy mình không còn thấy cô dạy nữa thì mình phải ôn lại. Đây thì ví dụ các bạn thấy rằng thì cái tế bào gốc vạn năng ấy, nó sinh ra tế bào đầu dòng hồng cầu ấy. Tức là trong sách thì sẽ viết là sao, trong sách thì sẽ viết là trong sách thì sẽ viết là các cái hồng cầu các bạn thì chỉ nhìn thấy là hồng cầu ưa axit đa sắc tới 3 giờ. Các bạn nhìn thấy nó chỉ một con nó thành này thôi, nhưng mà thực ra hồng cầu các bạn nó có khả năng phân chia đúng không? Đấy, nó phân chia, và nếu mà nó càng chia nhỏ thì thể tích hồng cầu nó sẽ càng nhỏ đúng không? Đấy là lý do tại sao thiếu máu thiếu sắt hồng cầu nhỏ nó sẽ nhược sắc, và thiếu máu thiếu vitamin B12 hồng cầu nó sẽ to, đấy chưa? Đấy thì sẽ dạy tiếp cận một cái tiếp cận một cái theo cái hồng cầu,
theo cái thể tích trung bình hồng cầu nhé, thể tích trung bình hồng cầu đây đấy. Các bạn thấy rằng thì các thiếu máu hồ nhỏ ấy, thì đa phần ấy, thì nó sẽ là lành tính đấy. Còn nếu mà các cái thiếu máu hồng cầu bình thường ấy, ví dụ chẳng hạn trong suy thận này, bệnh gan, bệnh nội tiết, rồi là thiếu máu chắc bệnh vì mãn tính đấy, được chưa, được chưa, thì nó sẽ cho một cái MCV bình thường, được chưa, MCV bình thường nhá. Thế chúng ta sẽ dựa vào cái đó, ngoài ra thì còn dựa rất nhiều các cái khác nữa đúng không, ví dụ chẳng hạn như là chúng ta dựa vào cái xét nghiệm test cum nhá, test cum xem có cái nguyên nhân tan máu tự miễn hay là có nguyên nhân ngoài hồng cầu hay không. Và chúng ta quay lại cái ca lâm sàng như thế này, lại quay lại ca lâm sàng như vậy là cái ở bệnh nhân này ấy, ở bệnh nhân này thì hồng cầu lưới của nó sẽ không có tăng đúng không, không có tăng. Và tại sao bệnh nhân lại tăng huyết áp, là một cái thiếu máu hồng cầu bình thường có tăng huyết áp, tiểu cầu bình thường và hồng cầu lưới không tăng. Như vậy nếu mà thiếu sắt và axit folic thì hồng cầu nó sẽ làm sao, hồng cầu nó sẽ to. Nếu mà hồng cầu nó sẽ to thì nó sẽ phải liên quan đến cái này này, nếu hồng cầu to thì nó sẽ liên quan đến cái này, hồng cầu to thì nó sẽ liên quan thiếu axit B12 và thiếu vitamin B12 và axit folic đúng không, hoặc là các cái bệnh lý về RST, cái này là rối loạn sinh tủy, hoặc các bệnh lý về gan, bệnh suy tuyến giáp, suy tuyến giáp nhớ là suy tuyến giáp hồng cầu sẽ to. Các bạn cứ mở lại toàn bộ bệnh học nội khoa các bạn đọc sẽ thấy là trong suy giáp hồng cầu sẽ to, hoặc là những cái người bị nghiện rượu thì bản thân những cái người nghiện rượu ấy, họ cũng sẽ thiếu những cái B12 và axit folic đúng không, bởi vì các bạn học lại sinh lý các bạn sẽ biết là B12 và axit folic đúng không thì sẽ dự trữ ở đâu, dự trữ gan nhé. Rồi đấy, như vậy là chúng ta sẽ loại trừ hai phương án này cho anh nhé, bởi vì nếu mà thiếu cái này hồng cầu sẽ to, và nếu mà thiếu sắt hồng cầu nó sẽ làm sao, hồng cầu nó sẽ nhỏ như sắt, thiếu máu thiếu sắt thì hồng cầu nó sẽ nhỏ như sắt. Loại trừ hai cái này đi. Tại sao chúng ta loại trừ được tan máu các bạn, tại sao tan máu, rồi làm sao loại trừ tan máu, nếu mà tan máu thì heparin nó cũng sẽ làm sao, heparin nó cũng sẽ giảm đúng không đấy. Tuy nhiên rằng ấy, thì nếu mà tan máu ấy, thì hồng cầu lưới làm sao, nếu mà tan máu thì hồng cầu lưới sẽ tan máu thì hồng cầu lưới sẽ tăng nhá. Bởi vì sao, tủy xương nếu mà tan máu ở đây ví dụ tan ở ngoại biên thì tủy xương nó sẽ kích thích sản sinh hồng cầu lưới nhá. Các bạn thấy có thể thấy rằng là gì, các bạn có thể thấy rằng là các bạn thấy rằng cái đời sống hồng cầu của các bạn trung bình là 120 ngày khoảng 4 tháng, trung bình mỗi hồng cầu trong thời gian đó được tuần hoàn qua 27 km mạch máu, và cái phá hủy hồng cầu thì nó sẽ ở các nơi là gì, là ở gan, ở lách, hạch bạch huyết, và heparin giải phóng hồng cầu sẽ kết hợp với alpha 2 globulin trong huyết tương và chuyển đến gan thì tái hữu sắt. Thì nếu mà phá hủy thế thì chúng ta phải tìm ở những cái cơ quan này, ví dụ chẳng hạn như một người bị cường lách thì cũng có thể tăng phá hủy hồng cầu, được chưa đấy, được chưa, anh chỉ nói ví dụ như vậy thôi. Hoặc là những cái người mà xét nghiệm kháng thể cum ấy, cum tức là các cái xét nghiệm về tự miễn ấy, thì dù sẽ cho chúng ta biết, được chưa, nếu mà hồng cầu bị phá vỡ ấy, thì nó sẽ tăng chuyển hóa cái bilirubin, như vậy là nó phải có thông số bilirubin, như vậy trong kia thì người ta không có đúng không, còn nơi sản sinh cho nó là tủy xương đúng không, nếu mà tan máu thì là cái hồng cầu lưới nó sẽ tăng. Đấy, được chưa, tan máu thì hồng cầu lưới nó sẽ tăng lên để bù lại cái hồng cầu đã mất, như vậy là khi đó cái giải phân bố kích thước hồng cầu nó sẽ thay đổi, nó sẽ rộng ra, được chưa. Như vậy là trong cái ca lâm sàng này, chúng ta sẽ có loại trừ tan máu, nếu mà tan máu thì người ta sẽ cho cái dữ liệu nữa là sẽ vàng da đúng không, tăng bilirubin gián tiếp, và sẽ có hồng cầu lưới làm sao, hồng cầu lưới nó sẽ tăng lên, tức là em hiểu nó tăng ngoại biên ấy, thì tủy xương nó tăng bù trừ thôi đúng không. Còn bệnh thận mạn giai đoạn cuối ấy, tức là ở đây người ta nói bệnh thận mạn giai đoạn 5, tức là sao,
tức là bệnh thận mạn giai đoạn 5 thì sẽ giải thích được hết đúng không? Đấy, giải thích được hết tại sao hồng cầu lưới nó không tăng, bởi vì cái erythropoietin nó giảm em ạ. Đấy, một cái chi tiết rất nhỏ như vậy thì chúng ta biết, như vậy chúng ta biết là sinh lý thận thì sẽ sản xuất là cái yếu tố chuyển tiền erythropoietin thành erythropoietin. Còn bệnh thận mạn giai đoạn cuối sẽ giải thích được cái tăng huyết áp. Tại sao bệnh thận mạn giai đoạn cuối tăng huyết tăng sẽ gây ra tăng huyết áp của các bạn? Tại sao? Theo cái góc độ sinh lý tại sao? Một là do gì? Do quá tải dịch thể tích tuần hoàn. Cái số 2 là do cái câu chuyện là dư muối giữ nước, và cái tiếp theo là do thận thiếu máu thì sẽ tăng tiết renin và hoạt hóa hệ renin angiotensin aldosterone nhá. Đấy các bạn nhá. Được chưa? Rồi, thế còn trong cái cây này có gì các bạn không hiểu không? Anh giải thích hết cho các bạn. À, nó không liên quan gì đến cái tăng độ nhớt của máu đâu nếu trong cái suy thận mạn em nhé. Và nếu mà thiếu máu như này thậm chí huyết áp còn giảm, nhưng mà trong trường hợp này nó tăng vì ba cái lý do như anh bảo ấy. Được chưa? Ok, các bạn có thể hỏi cái gì không rõ cái nào không, như vậy là rõ đúng không? Rồi đấy, như vậy các bạn có thể thấy rằng cái điều hòa, cái sản sinh hồng cầu nó liên quan đến rất nhiều yếu tố, và chúng ta phải học cái này, nhìn vào cái này nó sẽ tổng quát hơn cho một cái nhìn tổng thể. Như vậy cái tổng hợp hồng cầu ấy, thì là sao, nó cần rất nhiều các cái yếu tố, và đúng không, sẽ cần rất nhiều các yếu tố. Và câu chuyện hồng cầu thì sẽ liên quan đến câu chuyện là các cái chuyển hóa nội bào đúng không, liên quan đến phổi, liên quan đến thận, liên quan đến gan đấy, liên quan đến sắt, chuyển hóa sắt, tủy xương đấy, rất nhiều tố như vậy. Tư duy chúng ta tổng quát trong cái này này, tổng quát trong cái này nhé. Rồi bây giờ chúng ta anh lấy ngay cái bài học ngày trước anh học đấy, chúng ta thử cái này nhé, thử xem nhé. Đấy, khi mà các cái thiếu máu thiếu sắt như này thì sẽ có các triệu chứng về tâm thần kinh, chán ăn, vết nứt ở góc miệng này, viêm lưỡi, teo gai lưỡi này đấy, rồi là các móng tay lõm lòng thuyền này, rồi có các cái viêm, các cái hẹp thực quản đấy, tức là cái thực quản nhé. Đấy, một số trường hợp viêm hẹp thực quản đấy là cái thiếu máu thiếu sắt đấy, liên quan thiếu máu thiếu sắt thì chúng ta phải điều trị hết cái thiếu sắt này nó mới đỡ được. Đấy đấy, nếu mà tan máu đây thì nó sẽ liên quan đến các cái này, sẽ vàng da, gan lách có thể to, được chưa? Đấy, tan máu đây đúng không, thì sẽ có mảnh vỡ hồng cầu này, bilirubin gián tiếp tăng, sắt huyết thanh tăng đấy, haptobilin giảm. Ví dụ đi thi nhá, chỉ hỏi các bạn này, tan máu thì haptobilin tăng hay giảm, chỉ hỏi như thế thôi, là tan máu haptobilin tăng hay giảm, bạn trả lời là tăng thì lập tức là bệnh sai đúng không, đơn giản cái hỏi thế thôi. Thế chúng ta biết haptobilin là gì, chúng ta phải tự xem lại haptobilin là gì đấy, haptobilin là gì nhá. Đấy, nếu bạn chịu khó đọc lại bạn sẽ thấy là cái haptobilin này tức là nó sao, khi mà có tan máu xảy ra ấy, cái haptoglobin này đúng không thì nó sẽ giữ lại các cái phân tử thoái hóa đấy, các phân tử globin ấy, để sao nó không, nó tức là nó gắn vào để cho kích thước nó to hơn, để nó tránh lọc qua màng lọc cầu thận và nó tổn thương cầu thận. Rồi thì tiếp theo các bạn có nhìn thấy cái nhận nhận thấy là các bạn đi viện, các bạn có thấy gặp những cái bệnh nhân như thế này không, người ta đang bị bệnh gì này, người ta bị bệnh gì này, bệnh thalassemia đúng không, rồi bệnh thiếu máu vùng biển đúng không. Đấy, các bạn sẽ thấy rằng khi mà đi viết học, các bạn sẽ thấy rằng các bạn đi từ tầng 1 lên tầng 7 sẽ gặp những cái bệnh nhân bộ mặt rất là giống nhau, thì mình mới hơi ngạc nhiên, mình bảo làm sao chạy từ tầng 1 tầng 7 gặp thằng thằng mặt giống nhau, vừa từ tầng 1 lại thấy nó tầng 7 rồi đúng không. Đấy thì cái khuôn mặt của những người bị thalassemia nó gây ra biến dạng các cái xương, cái tạo máu ngoài tủy, nó gây ra là biến dạng các xương sọ mặt thế như thế này nhá, và có thể có dấu hiệu gan lách to. Thế đấy, thế bạn thấy rằng không, nếu mà cái phản ứng tan máu xảy ra thì làm sao, có thể gây ra cái lách to, bởi vì lách nó là mồ chôn hồng cầu mà
đúng không? Và người ta chụp lên thì sẽ thấy là các cái xương ở người nó bị biến dạng nhé. Đây, ví dụ chẳng hạn các bạn một số các cái công thức máu các bạn, đây các bạn có thể thấy đây nhá, một số các công thức máu các bạn có thể xem đây. Đấy. Đấy, thì trên kết quả xương người ta sẽ trả lời cho bạn đây. Gan lector nhá. Đấy, gan lector. Rồi. Đấy, các bạn có thể thấy đây nha, các cái xét nghiệm. Rồi, những cái thông số này thì các bạn nên học hóa sinh nhé, thì trong cái sinh lý anh cũng không có nói đến bởi vì nó là cái thông số miễn dịch hóa sinh mà. Đây chúng ta có thể để ý thấy cái đấy, để ý thấy cái ferritin nó tăng này và cái sapropterin nó hơi thấp một chút. Đấy. Và trên cái công thức máu học viện thì nó sẽ như thế này. Đấy. Nếu có thời gian anh sẽ phân tích cho bạn cụ thể đây. Đấy, đây là một cái trường hợp mà tan máu liên quan đến cái tăng LDH và xét nghiệm cung dương tính này. 3 cộng thì nó sẽ có các mức độ cộng này, cộng cộng này, cộng cộng cộng. Đấy, thì đòi hỏi trên lâm sàng các bạn phải phân tích được các cái này thì chúng ta sẽ xử lý dùng các cái này thôi nhá. Rồi chúng ta thử một cây nữa nhé, xem nào nhé, anh chọn một cây nhé. Cái ca này thì cái này là dễ rồi đúng không, cái này thiếu máu thiếu sắt đúng không. Đấy. Đấy. Đấy, đây đây thì đều là cái test dịch từ Guyton ra thôi, cũng chẳng có gì là cao siêu cả đâu nhá. Thì anh cũng không lấy gì cũng bất thường ở tận đầu cho các bạn làm dịch từ Guyton ra mà. Rồi, các anh dịch đấy, ví dụ đây bệnh nào sau đây dẫn đến thiếu hụt yếu tố chín mà có thể chữa bằng cách truyền tĩnh mạch vitamin K. Như vậy vitamin K ấy, thì nó sẽ liên quan đến là gì? Liên quan đến cái tạo các cái yếu tố đông máu là 2, 7, 9, 10 đúng không? Trong đó cái 2, cái 7, cái 10 thì là con đường ngoại sinh, còn số 9 là con đường nội sinh đúng không? Đấy, thì câu này nó cũng đơn giản. Đấy, ví dụ chẳng hạn như tắc mạch phổi diện rộng này. Thì sẽ dùng RTPA đúng không? Yếu tố hoạt hóa plasminogen của mô. Thì cái thuốc này ấy, thì nó sẽ gọi là thuốc tiêu sợi huyết. Trên lâm sàng các bạn sẽ biết được cái thứ này tiêu sợi huyết đúng không? Xem có một cái ca lâm sàng hay hay để chỉ cho các bạn. Tóm lại chúng ta khi mà chúng ta làm ấy, thì chúng ta mới nhớ được. Đây. Đây nội tiết. Đây. Đây. Trong lần có thai đầu mẹ đoạt âm và con đoạt dương, tại sao không có biểu hiện của đau cầu thai nhi? Là do gì? Máu mẹ và máu con không pha trộn cho đến khi đẻ. Tức là sao? Tức là mẹ RH âm mang thai con RH dương. Tức là đây là cái nhóm mẹ RH âm thì nó nguy cơ thai sản nó rất là cao. Đặc biệt là lần mang thai thứ hai. Đấy là do tiếp xúc máu mẹ máu con khi đẻ. Đấy thì vậy chúng ta ít nhất là khi mà học sinh lý máu chúng ta phải biết về cái hệ sinh lý máu. Các cái kháng nguyên trên màng hồng cầu này chúng ta biết hệ ABO, ít nhất phải biết cái nhóm máu ABO và RH. Đấy, tuy nhiên là cái kháng nguyên trên màng hồng cầu ấy thì nó số lượng trên 30 nhóm và trên 200 kháng nguyên sẽ gồm ABO, RH, còn MRS, rồi là Rutherian, rồi là Cal, Lewis, rồi là các cái khác nữa thì chúng ta có thể chúng ta không biết, nhưng ABO và RH thì chúng ta phải biết. Đúng không? ABO, RH. Đấy thì có một cái ca đây, ví dụ chẳng hạn như lâm sàng trên khi mà đi viện ấy, chúng ta nhìn thấy test một cái nhóm máu đây, chúng ta nhìn biết này thì đây là đông này,
đúng không? Thì chúng ta sẽ biết là đâu để cái bệnh nhân sẽ mang nhóm máu gì, thì người ta sẽ nhỏ cái anti, thì sẽ có hai cái anti em ạ. Bình thường cái anti A thì nó sẽ màu xanh, còn cái anti B nó sẽ màu vàng, đúng không? Sau đó người ta nhỏ nhỏ máu, người ta trộn vào đây. Tức là các bạn phải hiểu là thế này, tức là các bạn hiểu là đông ấy, thì tức là mỗi cái chấm chấm ở trong này này, mỗi cái chấm đen ở trong này ấy, thì nó sẽ gồm hàng nghìn phân tử hồng cầu. Đấy, hàng nghìn phân tử hồng cầu, chứ nó không phải mỗi cái chấm đen này là một cái tế bào hồng cầu, bởi vì cái tế bào hồng cầu nó rất là bé. Tế bào hồng cầu nó kích thước là nó sẽ khoảng độ 0,7 micromet, trong khi đường kính bao mạch nó chỉ là 0,5 micromet thôi. Nên bạn hiểu là mỗi cái chấm này này thì nó sẽ là sao, là một cái ngưng kết, chứ không phải là cả đám này là ngưng kết. Các bạn hiểu như vậy, khi mà nhỏ cái anti này các bạn sẽ biết được cái nhóm máu của người ta là nhóm máu gì, đúng không? Đúng không? Đấy nhá. Thì các bạn có thể thấy đây, và đặc biệt là chúng ta cũng phải biết là RH nữa. Đấy, biết RH thì đến 99,92% người Việt Nam mang RH dương mà. Đấy, nên là mới có chuyện bất đồng ABO RH khi mẹ RH âm mang thai con RH dương ở lần mang thai thứ hai. Đây này, thì nó sẽ có cái sự này pha trộn. Đấy. Đấy, pha trộn giữa máu mẹ và máu con thì nó sẽ khang sinh ra cái kháng thể, và những cái lần mang thai thứ hai thì sẽ bị nguy cơ chết và phù thai nhi. Đấy, đúng rồi. Đấy, lần đầu chưa các bạn được miễn dịch cho đến khi lần hai trở đi. Thì nó sẽ có, tức là khi mà quá trình mà đẻ thì tức là bánh rau nó sẽ sổ rau và có sự sao hòa trộn, tức là sẽ có một lượng máu con nó đi vào tuần hoàn ở máu mẹ và sẽ sinh ra kháng thể anti RH. Đấy, và cái khối lượng kháng thể nó nhiều hơn thì những lần mang thai thứ hai thì sẽ nguy cơ rất là cao. Thì nguyên tắc truyền máu thì các bạn biết rồi, mặc dù người ta dạy các bạn là ví dụ chẳng hạn như là nhóm máu O, thì ví dụ nhóm máu các bạn nhìn thấy đây, thì ví dụ chẳng hạn như là nhóm máu B đây thì có thể truyền đây, đúng không? Đấy, tuy nhiên là trên nhóm máu B đúng không, thì có thể truyền cho người đây có AB. Tuy nhiên là trên lâm sàng các bạn thấy rằng hầu như bây giờ người ta sẽ truyền nhóm máu giống hệt nhau, thì A truyền cho A, A B truyền cho B, A B truyền cho A B, chứ không, người ta không có cái, ít khi người ta truyền cái kiểu là B truyền A B này lắm, mặc dù trên nguyên lý là truyền được. Đấy, tuy nhiên là các bạn biết là trên hồng cầu nó có rất nhiều, có hàng hết hai trong hệ kháng nguyên, đúng không? Làm sao mà chúng ta biết được? Nó tốt nhất là sẽ truyền cùng cùng loại, chỉ trừ trong trường cấp cứu chúng ta sẽ truyền nhóm máu O cấp cứu cho người các cái nhóm máu A, AB, B, đúng không? Nhóm máu O thì cho mọi nhóm máu, còn nhóm AB là ích kỷ mà. Đấy. Rồi. Đấy thì đây là một số các cái. Đấy thì tóm lại thì khi mà dạy dạy các bạn như thế thôi nhé, thì chúng ta sẽ phải luyện thêm cả cái test nữa là chúng ta nhớ bài nhé. Các bạn bây giờ các bạn tải được Zoom phần mềm Quizy không? Các bạn tải Quizy về không? Tải chưa? Anh cho cái mã nhập vào thử test thử anh xem nhé. Để các bạn từ từ nhé, xong rồi anh cấp cho các bạn một cái mã nhé để các bạn làm này. Đấy, bây giờ các bạn xong các bạn vào các bạn thử này. Đây, các bạn nhập cái mã này vào đi. Các bạn nhập cái mã này vào đi, anh xem nào. Đây, nhập cái mã trò chơi này 942480 này. Các bạn nhập cái mã vào nhé. Được chưa? Đấy, cũng vào nhiều rồi đây này. Em vào bằng máy tính nhưng vào bằng cách nào ạ? Ờ, em vào máy tính cũng được, chẳng quan trọng đâu. Nhập vào cái mã được mà, anh thấy nhiều bạn vào được rồi này. Đấy. Cái test này lượng giá thì nó vô.
nó vui ấy, thì mình sẽ biết được những bạn nào học như thế nào ấy. Tuy nhiên rằng thì cũng không phải lo lắng lắm, bởi vì nó chỉ là cái tên thôi, mình sẽ biết mà. Hai hai bạn vào đấy, vào hết đi, xong anh cho test thử mọi người biết. Được chưa? Vào đi, không là xong anh bắt đầu cái này sẽ không vào được nữa. Để cho 51 bạn này vào được hết đi. Còn bạn nào chưa vào được không? Để anh đợi xong thì sẽ làm nhé. Được chưa? Bắt đầu nhá. Anh bắt đầu nhá. Anh đóng lại nhá. Rồi, bắt đầu thử nhá. Em không vào được. À, em nhập cái mã vào được. Bắt đầu. Các bạn chọn đi. Test đi. Kháng nguyên nhóm máu này, các bạn có khi mà các bạn chọn ấy, các bạn có nó hiện đáp án cho bạn không? Hả? Nó hiện đáp án cho các bạn chọn không? Ok nhá. Rồi. Đấy thì trên này có thể thấy đây. Đấy thì các bạn có thể thấy đây nhá. Đây. Đấy kháng nguyên này, gồm các cái đấy, có thể chọn trên một đáp án đúng này. Rồi, thì các bạn có thể đây, quan điểm người tham gia này. Đấy thì anh nhìn vào đây. Rồi. Để chưa? Xem biểu đồ này. Đấy, mình xem nhá, mình có thể thấy rằng vừa hiện bạn nào điểm cao nhất đấy. Nhá, chúng ta thử câu tiếp theo nhé. À đây thì QG nó hơi bị mất kết nối một tí. Thử đi. Rồi. Em có chọn được không? Đấy thì khi mà đi thi thật đấy, đi thi thật đấy chúng ta sẽ chỉ có
Nhưng mà đi thi thật thì chúng ta chỉ có thời gian như thế này thôi, chúng ta không có nhiều đâu. Rồi, hết hết thời gian này. Rồi, hết thời gian nhé. Chờ lên đấy, thấy bạn Puya này, bạn bạn Minh Hải là điểm cao nhất này, trả lời khá rất là khá đấy. Chúng ta sẽ có thể xem đây, xem câu hỏi đầy đủ đây đấy, câu hỏi đầy đủ đây nhá, thì sẽ thống kê được cái số lượng xem điểm của từng bạn mà, thì bạn biết là bạn chọn rất là khá. Thử câu tiếp theo nhé, thử câu tiếp theo này. Anh sẽ đưa cả các cái ca lâm sàng ở đây vào cho các bạn chọn nhé. Đấy. Các bạn này thì có thể làm online hoặc các bạn có thể làm offline được. Anh sẽ đưa các cái ca lâm sàng này vào cho các bạn chọn, thì các bạn sẽ có thời gian, các bạn sẽ suy luận nhé. Rồi, thế đây sơ bộ các bạn biết rồi đúng không? Đấy, sơ bộ các bạn biết rồi. Thì hôm nay cái mạng chủ của anh ấy, thì nó hơi yếu một tí, tức là nó không lốt được khối lượng người đó. Mà khi vào cùng tham gia ấy, thì các bạn để đây cho các bạn nhé. Đấy. Các bạn có thể nhập lại cái mã trò chơi này, các bạn nhập là 048474 vào thì các bạn có thể bạn xem được nhé. Các bạn có thể nhập mã là 048474 này. Anh để lại cái mã cuối cho các bạn nhé, thì các bạn có thể bạn luyện dần này. Đây nhá. Đấy cái mã cuối này thì anh để đây này, thì các bạn có thể các bạn luyện dần nhá. Đấy. Đấy. Thôi để anh sẽ để là cái mã ở bên ngoài đi. Giao bài tập về nhà cho các bạn nhé. Học không đồng bộ này. Đây anh giao bài cho. Đây. Đấy các bạn nhập cái mã này. Đây. Các bạn có thể nhập cái mã cuối, là các bạn nhập cái mã này vào nhá, thì các bạn có thể nhập cái mã cuối này. Đấy các bạn nhập cái mã này vào là các bạn có thể chơi được này. Đấy các em thử vào đi, nhập mã này vào thì các em có thể chơi được luôn này. 3420 4347. Đây các em vào phần nhập mã này. Các em vào phần nhập mã nhé. Rồi các em đánh vào đây là xong. Ba bốn hai không bốn ba bốn bảy này. Đây. Xong các em vào các em có thể chọn apply. Kia là anh lượng giá và anh lượng giá online. Xem các bạn học như nào thôi. Còn các bạn thì có thể các bạn xem cái mã online để các bạn làm. Rồi. Đấy thì các bạn khi bạn vào đây các bạn chọn này thì nó sẽ chơi được. Cái này các bạn luyện nhiều, nó hay lên tay mà. Các bạn có lấy lại cái bài giảng này anh sẽ gửi cho các bạn. Nếu bạn thích thì anh sẽ gửi cho các bạn. Được, có anh gửi mẹ đi. Thích anh gửi cho các bạn thôi, chẳng có gì. Quan trọng Anh là các nhận bạn tại mạng của em cũng kém, chưa biết rõ được bao nhiêu. quan trọng là các bạn có thích học hay không chứ. Thực ra anh thì anh thấy sinh lý nó rất là hay,
giải thích được rất nhiều cái, mà nó gần như là cái chìa khóa này các bạn mở cánh cửa thi bác sĩ nội trú cũng như là thi cao học ra. Và bây giờ thì khi mà là bác sĩ rồi ấy, thì thông thường ấy thì anh thấy ít người đọc lại những cái sinh lý cơ bản lắm. Đấy, ít người đọc lại. Tuy nhiên là thì thấy sinh lý nó vẫn rất là quan trọng, khuyên các bạn nên học thường xuyên. Đấy, các bạn tự học. Và các bạn có thể học thêm các cái quyển sách như anh giới thiệu cho các bạn này, Guyton, BRS, Cotanzo. Đấy, Medical Physiology. Đấy, thì các bạn có thể bắt đầu nhé. Bắt đầu đây thì nó sẽ chạy được trên điện thoại của các bạn đấy. Đấy, các bạn test thử xem nó có chạy chưa. Các bạn test thử xem nó có chạy không trên điện thoại. Dạ vâng. Ừ, đang làm được rồi đúng không? Rồi. Em mới vào được. Làm được câu đầu tiên chưa? Được chưa? Được rồi nhé. Rồi, ok, thế thôi. Thì hôm nay anh dạy dạy các bạn cái phần đấy. Không, em đợi một lúc thì nó sẽ next được sang câu 2, nó là do mạng của em thôi. Không vấn đề gì cả. Ok nhá. Thì hôm nay anh sẽ dạy các bạn để các bạn biết là cái việc học các bạn nó như thế nào thôi. Đấy. Nhá, thì có gì thứ bảy thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi đầu tiên. Rồi. Ok, thế thôi. Thì các bạn đi ngủ đây nhỉ, mai còn đi học đi làm. Đấy, mai cũng phải đi làm. Rồi. Rồi thế thôi nhá. Chào các bạn nhé. Xin chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào anh. Chào anh, cảm ơn anh nhiều ạ. Chào anh.